và ngày mai thì tôi sẽ có những trao đổi cụ thể hơn. Xin chào quý vị khán giả. Khi video này đến tận tay tận mắt mọi người thì ở nhà chắc mọi người cũng đã biết đó là việc huấn luyện viên Chu Dê đã chính thức kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vào ngay cái tối ngày 26 tháng 3, tức là chỉ sau khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thôi là tụi mình đã có thông tin là Liên đoàn đã chính thức chấm dứt hợp đồng. Và hành trình của huấn luyện viên Chu Dê tại với cương vị huấn luyện viên đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã kết thúc. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn gửi đến mọi người toàn cảnh cái buổi họp báo này. Họp báo dưới ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, nơi khi mà chúng ta đã để thua với tỷ số là 0-3. Và cái mà mình muốn mọi người đó là về những cái hình ảnh cuối cùng, về những cái buổi họp báo cuối cùng của huấn luyện viên Chu Dê với vai trò là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam. Thì ở trong này mình cũng xin nhắc luôn đó là có một vài câu hỏi liên quan đến việc từ chức thì có lẽ bản thân huấn luyện viên Chu Dê cũng đã lường trước được rồi. Tuy nhiên ông cũng vẫn từ chối trả lời báo chí và vẫn muốn đẩy cái chuyện này để cho nó nguôi ngoai hơn. Ok, và bây giờ sẽ là mời mọi người xem toàn bộ cái buổi họp báo này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Để nói về đánh giá về trận đấu ngày hôm nay, tôi đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của tất cả các cầu thủ của toàn bộ đội bóng. Như tôi thường hay nói thì chúng ta luôn luôn cần có những góc nhìn cách khách quan về kết quả cũng như là sự trình diễn của toàn đội cũng như là các cầu thủ. Về mặt chuyên môn, đánh giá của tôi ngày hôm nay thì tôi đánh giá rằng chúng tôi đã tạo ra được một số lượng đáng kể các cơ hội để ghi bàn. Tôi nghĩ là hơn 10-14 dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên thì các tình huống đó chúng tôi lại thiếu đi những sự hiệu quả và chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng. Về nỗ lực của cầu thủ trong việc mà tạo ra những cơ hội như vậy, tôi không nghĩ rằng những tình huống đó đến từ những pha bóng may mắn hay là những sự ngẫu nhiên mà họ các cầu thủ bất chấp bất lợi trên sân thì họ duy trì ý chí và sự nỗ lực đến những phút cuối cùng và đồng thời cũng tuân thủ những đấu pháp mà tôi đề ra để tạo ra những cơ hội đó. Với góc nhìn của tôi là một huấn luyện viên thì đương nhiên là ngoài mặt kết quả thì đây luôn luôn là một mục tiêu mà tôi đề ra cho toàn đội trong mọi trận đấu, và về tinh thần ý chí nỗ lực của toàn đội để đảm bảo những sự kỷ luật như vậy đến phút cuối cùng thì tôi hoàn toàn tôn trọng và có sự đề phục cho họ. Dĩ nhiên là với một thế trận như ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần ghi được một bàn thắng vào thời điểm và một thời điểm nhất định trong trận đấu thì rất có thể là trận đấu sẽ bước sang một chiều hướng khác. Tuy nhiên như tôi đã nói thì ngày hôm nay chúng tôi thiếu đi sự hiệu quả. Because many fans say that you have stepped out, so we want to ask that if you stop here or continue with our team. So I repeat, your question is disrespectful. It's not time to talk about that. We have to hear to talk about the performance of the players. We don't make a war. We made a football match. We play against Indonesia. Present some new strength, as you see. Maybe you didn't see that. Maybe you were blind. And we played a team with a new strength. And it was a strong challenge for Vietnam. And unfortunately, we got a goal after 7 minutes. Of course, it was a big disadvantage. But from that, we tried to come back to the race, and unfortunately, we didn't score minimum one goal. We deserve it. We deserve it, especially in first half. It was not the case. What is missing today? Missing one goal, and we have 10 possibilities
to score one goal. But this is football, we have to accept. And tomorrow it will be another day, and tomorrow we'll have a meeting with my federation, and we think, I don't know, we'll see weekend. But now, I prefer to be concentrated with respect of the performance and the effort the player did today. Để trả lời câu hỏi của anh thì tôi muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ sau trận đấu ngày hôm nay. Bởi lẽ là những gì mà về tương lai của tôi thì tôi muốn mọi người đề cập vào một thời điểm khác. Dĩ nhiên trong trận đấu ngày hôm nay như tôi đã nói, đội tuyển Indonesia nằm ở thời điểm hiện tại thì họ đã mạnh hơn. Họ có nhiều những sự bổ sung chất lượng hơn về mặt đội hình. Và dĩ nhiên việc mà phải nhận bàn thua sớm ngay từ phút thứ 7 đã khiến thế trận trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên thì sau đó thì tất cả các cầu thủ toàn đội vẫn rất nỗ lực để tìm cách quay trở lại với trận đấu. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi, như tôi đã nói thì chúng tôi chỉ cần thiếu một bàn thắng, có thể là nhất là trong hiệp 1 thì chúng tôi sẽ có một thế trận tốt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì sự chính xác đó là thứ mà đội còn thiếu. Và đôi khi thì trong bóng đá chúng ta phải chấp nhận những thực tế như vậy. Vào ngày mai thì tôi sẽ có những trao đổi cụ thể hơn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng thời điểm hiện tại như tôi đã nhắc tới thì tôi muốn các câu hỏi tập trung hơn vào những gì về nội dung của trận đấu ngày hôm nay, cũng như là tôi muốn mọi người dành sự tôn trọng cho những nỗ lực của các cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay. Vòng loại thứ 3 World Cup, nhưng mà hiện tại thì sau trận thua Indonesia vừa qua thì cái cửa đi tiếp của chúng ta lại càng hẹp hơn. Vậy đối với ông thì theo tôi được biết là Indonesia chỉ cần một trận thắng nữa là họ sẽ vào vòng loại thứ 3. Vậy thì ông nghĩ thế nào về cái tương lai sắp tới của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta cái cánh cửa đi tiếp đang rất là hẹp rồi? Cảm ơn. So the question is, our eventual ambition during this competition is to qualify for the third round of World Cup. However, after this match, the opportunity of qualifying has been massively increased. So, with the current ranking, Indonesia is one win away from the direct qualification. So, what do you think about the probability for Vietnam during this competition? Mathematically, everything is possible because we remain 6 points in our hands. So, everything could happen. So, the probability for Vietnam to play one match at home. Consider that we can get 3 points, and in this case we have to beat Iraq, and at the same time Indonesia with two matches at home must lost two matches. So it's clear that the probability is maybe 50-50 at the moment, because everything is possible in football. That's why I prefer to keep a positive meaning until the end of the match, because everything could happen until the end of any matches. Để nói về hoàn cảnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại thì về lý thuyết phía trước đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu nữa với số điểm tối đa có thể giành được là 6. Và đương nhiên để vượt qua đội tuyển Indonesia thì đội Indonesia sẽ phải mất điểm trong 2 trận đấu còn lại. Tuy nhiên thì trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cơ hội của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không phải không có. Xin ông cho biết là trận đấu thứ hai liên tiếp họ không dùng Quang Hải một phút nào cả. Vậy thì có vấn đề gì không mà ông có thể giải thích lý do nào đó về việc không dùng Quang Hải trong hai trận đấu vừa qua? So this is the second consecutive match that didn't use Quang Hải for any minutes. So is this decision coming from the problem of a player, or this is coming from your own decision? The coach is responsible of the strategy, and I have 25 players. Plus, maybe 10 more to stay at home. And my decision is to make any match a team with a plan A, plan B. So it's my decision, of course, regarding my plan.
Với vai trò của tôi là huấn luyện viên thì việc sử dụng ai tuân thủ theo luật pháp như thế nào thì luôn luôn là quyết định cuối cùng của tôi. Ở thời điểm hiện tại thì trong biên chế của đội tuyển thì tôi có khoảng trong tay 25 cầu thủ, chưa kể là có khoảng 10 cầu thủ khác mà tôi không thể lựa chọn. Và tùy thuộc theo đối thủ thì tôi luôn luôn sẽ có những đấu pháp riêng để xuất phát trận đấu cũng như là thực hiện những sự thay đổi mới. Chúng ta sẽ kết thúc phần trao đổi đây. Cảm ơn tất cả mọi người.